Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ăn thịt thì cũng giống như là ăn chất độc vậy. Tất cả thịt của chúng sinh đều có chất độc. Chất độc này không phải một ngày một đêm tích tụ mà thành, cũng không phải mới một đời một kiếp mà có. Chất độc ấy tích lũy trong nhiều kiếp, từ sự hỗ tương tàn sát giữa người với người, đã tạo thành một thứ oán độc mà chẳng thể nào xóa bỏ được. Khi mình giết súc vật thì cũng tạo ra một thứ oán hận trong tâm chúng. Lúc gần chết vì quá khủng khiếp và sợ hãi, nên chúng nảy sinh lòng cừu hận muốn báo thù. Bởi vậy, từ nơi lòng oán hận phẫn uất đấy phát tiết ra một độc tố thấm suốt ra thịt chúng, nên hễ ai ăn thịt chúng thì giống như ăn phải chất độc vậy. Lúc ăn thì không thấy hại, nhưng dần già sẽ mắc đủ chứng bệnh kỳ quái mà chẳng có thuốc gì cứu chữa nổi. Thời đại bây giờ thì oán khí đầy trời, oán khí đó so với đầu đạn nguyên tử thì lợi hại hơn nhiều, bởi vì nó vô hình vô tướng, song lại có thể tận diệt toàn thể nhân loại. Có bài kệ rằng, thiên bách niên lai oản lý canh, oán thâm tự hải hận nan bình, dục chi thế thượng đao binh kiếp, thả thính đồ môn giả bán thanh. Nghĩa là, ngàn năm oán hận ngập bát canh, oán sâu như biển hận khó tan. Muốn biết vì sao có chiến tranh, hãy nghe lò thịt lúc nửa đêm. Trăm ngàn năm nay, miếng thịt trong bát canh chứa đựng sự oán hận sâu như biển, khó mà san bằng được. Nếu các vị muốn biết nguyên nhân của chiến tranh trên thế giới, thì hãy lắng nghe tiếng kêu thảm thiết của những con vật nơi nhà kẻ đồ tể vào lúc nửa đêm. Cho nên, cổ nhân nói ra bài kệ này là có nhân duyên, có căn cứ. Chúng ta phải thấu triệt đạo lý đó thì mới có thể trị được tật bệnh của chính mình. Ha ha ha,